Vậy đang mùa dịch em lại đến để tham quan cái ô chuồng thứ hai của nhà anh Cát thôi nhé. Đây, đợt này rất nhiều chim non này các bác ơi. Chim này lon là chưa suốt được các bác ạ. Đợt này do ảnh hưởng dịch bệnh đâm ra là ít gặp được thợ chim đi thu mua các bác. Như theo em được biết thì hình như dạo này là chim giá chim mà xuống các bác nhé. Con này nở đẹp thế nhỉ. Đợt này khả năng mùa dịch ra nào chim lại rất nhiều, rất đều chim non luôn. Mình có cái bờ cao này anh. Cái tả ly đứa cao các bác. Này mà không có gì ra cố thì sợ lâu ngày nó sẽ ốm đấy. Ô, dưới kia một con chim rơi kia rồi. Đấy, một con chim non rơi đấy các bác. Sao nào ra đây để bắt được nhỉ? Thế này. À, gà chứ không phải chim ạ. Gà hay chim nhỉ? Chim rồi, con này chim rồi ạ. Con này bị rơi đây quá nhá. Khe đi con nhặt đi đi. Con này bị đập ra đi, đập thả trong này. Ui giời. Chắc ở trong này sổng nó chạy ra ngoài, rơi ra ngoài này đúng không? Không biết là chuột nào mèo nó bắt mất rồi. Đấy, khu đất này rất rộng mà. Cái tả ly nhìn mất vía không? Nó đi vào bên trong để xem coi nhé. Cái giá chim thương phẩm Pháp như thế này thì em chưa cập nhật được các bác ạ. Nhưng mà cái giá chim ta lai hiện tại bây giờ là còn có 70.000 đôi các bác nhé. Một đôi chim non thương phẩm ạ. Đây này có mấy con ngỗng à. Ui sợ ngã năn nóc này. Toàn chim rơi bị ngăn ngỗng ngã này. Không dậy rồi. Vậy đấy. Khó đỡ quá các bạn. Con này ngã ngửa không dậy được. Làm lấy cái cây này cho đứng dậy nào. Sao ngã ngửa mà không dậy được nhỉ? Vô lý nhỉ. Rồi đấy. À con này kiểu như bị liệt thôi các bác ạ. Khả năng đàn này là không ổn, bị bệnh rồi. Con đi nhỏ lắm, thôi đi vào xem chim được không nhé. Bỗng này chắc là bệnh rồi. Em chim rồi, rất nhiều chim non luôn. Phô trứng giả. Dãy này gần như u nào cũng có chim non luôn đúng không ạ? Rồi dãy đẻ đều chọt này. Rất nhiều luôn, hình như cái ổ nào cũng có luôn thôi. Ôi, nhiều này mỗi tội là chắc không có thời gian để dọn phân. Mỗi tội là hơi bẩn. Lâu quá không đi dọn, 5 giờ. Qua đấy vẫn đi đi. Thank you.
qua đây trải nghiệm thì có bác nào mà mua chim giống cũng như là chim thịt thì là em sẽ để lại cái số điện thoại của ông chủ trang trại ở trên màn hình các bác nhé. Thì các bác liên hệ đấy tiện thì có thể các bác có nhu cầu mua bán thì tiện liên hệ qua những số điện thoại nó tiện đúng không ạ? Dãy bên này thấy ít con à. Dãy bên này gần như là không có con luôn. Ý giỏi thế này ấp là thành một trọt luôn các bạn. À, nhìn toàn bộ không con luôn các bạn nhé. Không phải không nhỉ? Không con thì con mẹ phải ấp chứ. À kia có con có mẹ ấp. Ấp ở tổ luôn các bạn. Rất lớn này, nằm dậy dọc theo dãy trong này vừa mát lại vừa ăn cắm của chim nên nhanh lớn. Hôm qua đây là cái ô thứ hai của nhà anh ấy, có mấy dãy rồi các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được 8 dãy. Chim này rất nhiều chim non, mỗi tội xuống giá đấy các bạn. Giờ này như thế là xuống giá, đang ảnh hưởng dịch bệnh. Có dạo trước vừa lên được một thời gian ngắn thôi nhé. Cái thời gian trước thì chưa căng về dịch bệnh, giá chim Pháp như thế này đã được 101 một đôi quá, đôi chim thương phẩm. Nhưng mà hiện tại bây giờ chắc là xuống giá, giá cả mới này em không cập nhật được. Chỉ cập nhật được cái giá chim ta, giá chim ta đang hiện tại là 70.000 một đôi các bạn. Tức là chim ta lai và chim Pháp là nó chỉ chênh nhau độ 10 đến 20.000 một đôi thôi, không chênh nhau nhiều các bác nhé. Rồi cho bác trải nghiệm một chút, tới đây em xin tạm dừng video nhé. Chào và tạm biệt toàn thể các bác luôn. Quay lại cho bác xem, có thể chào các bác.